Chuyển sang một thông tin khác. Cuối tuần qua, Hội nghị Việt Nam xuất sắc, Việt Nam Excellence 2021 với chủ đề Ngược gió vươn cao đã chính thức diễn ra. Chương trình do Alphabet tổ chức nhằm tìm kiếm, vinh danh các lãnh đạo và tổ chức đã có những thành tựu xuất sắc trong việc chuyển hóa kinh doanh thông qua phát triển con người và môi trường làm việc. Qua đó sẽ lan tỏa rộng rãi và truyền cảm hứng thay đổi cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Tại chương trình 24 điển hình xuất sắc trong hai hạng mục lớn là HR Excellence, nhân sự xuất sắc 2021 và Leadership Excellence, lãnh đạo xuất sắc 2021 đã được vinh danh sau 3 vòng chọn lọc chặt chẽ từ thẩm định hồ sơ, khảo sát nhân viên và đánh giá từ ban cố vấn. Cụ thể, đối với giải thưởng nhân sự xuất sắc nhằm tôn vinh những chiến lược và thực hành xuất sắc trong quản trị nhân sự, bao gồm 7 hạng mục: gắn kết nhân viên, thu hút nhân tài, văn hóa doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nhân viên, an sinh tại môi trường làm việc, đa dạng và hòa hợp, ứng dụng công nghệ và đột phá nhân sự. Còn đối với hạng mục lãnh đạo xuất sắc năm 2021 đã vinh danh các nhà lãnh đạo như bà Vu Lệ Quyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Hàng Tiêu dùng Bình Tiên, BITIS, ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn AstraZeneca Việt Nam, hay ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện khả năng nổi trội trong việc truyền cảm hứng, thu hút nhân tài và có nhiều hoạt động đột phá thông qua việc sử dụng các giải pháp cấp tiến, góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh tốt đẹp cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Tất cả chúng ta ở đây sẽ đều coi những khó khăn trước mắt như cơ hội để thực hành tư duy nghịch lý. Chúng ta sẽ nhận thức thêm về các nghịch lý lương tiền để không còn bị quá phụ thuộc vào việc phải có nhiều tiền để tạo động lực. Chúng ta sẽ áp dụng thêm các nguyên tắc hành động nghịch lý để từng bước giải quyết các thách thức của doanh nghiệp mình, mà đồng thời cũng chăm lo tốt hơn cho nhân viên, hỗ trợ đối tác và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, chương trình còn chia sẻ những kiến thức hữu ích về chiến lược kinh doanh từ đại diện các doanh nghiệp như phương pháp thăng tiến tự động tại Thế giới Di động, vaccine gắn kết nhân viên thời khó của Lazada Việt Nam, Sanofi Việt Nam và Schneider Electric, mở tư duy, dám thử nghiệm theo cách của BITIS hay 6 nguyên tắc hành động nghịch lý. Có thể nói trong suốt 10 tháng vừa qua, từ nhân viên đến nhà lãnh đạo và doanh nghiệp đã không ngừng kiên cường vượt bão, linh hoạt và mạnh dạn áp dụng những chiến lược kinh doanh mới. Qua đó thể hiện rõ khả năng lãnh đạo tài ba để dẫn dắt đội ngũ, đồng thời tìm ra những thành tố xuất sắc trong doanh nghiệp của mình để cùng nhau đồng hành trong thời gian tới.